chi ngót hoàn toàn miễn phí, có thật không? Chắc chắn là thật 100% nhé mọi người ơi. Tại nhà thờ trong họ, chúng mình có một sân golf tương đương với các sân tập cho người mới tại các sân golf lớn. Sân cỏ nhật được chăm sóc hàng ngày, bộ gậy 18 cây có thể cho nhiều người chơi cùng một lúc, dành riêng cho các gia đình có người thân đang được thờ cúng tại nhà thờ trong họ, để con cháu khi viếng ông bà có một sân chơi thật trong lành, vui vẻ. Sân thì có 5 lỗ golf nè, khi chơi đủ một vòng là mọi người có thể trải nghiệm được rất nhiều dạng địa hình, bằng phẳng, đồi nhỏ cho đến đánh vượt sườn đồi. Mọi người khi đến với nhà thờ trăm họ thì đừng quá chú trọng vào kỹ năng nha, vì ở đây chúng ta chủ yếu là giải trí, sau đó mới tham khảo và trau dồi kỹ năng thêm để hoàn thiện nè. Có một lưu ý nhỏ là chúng mình cần chuẩn bị một chút về phần trang phục cho chỉnh chu để giữ hình ảnh của bộ môn này một cách đẹp và tôn trọng nhất nha mọi người. Cụ thể là mình sẽ mặc áo thun có cổ, quần dài, nếu là quần short thì sẽ là quần short thể thao và không quá ngắn trên đầu gối nha mọi người. Nữ thì chúng ta có thể mặc quần dài hoặc là váy chuyên dụng, mang giày thể thao, nón và găng tay thì tùy mọi người trang bị nè. Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay nhà thờ trong họ, ấp 3 xã Mỹ Yên, Bến Lức Long An để trải nghiệm ngay bộ môn này nè. Make me a prisoner, get me going right under.